Ngày 3 tháng 8, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam tài xế xe ô tô bán tải Trần Doãn Tùng, 45 tuổi, trú tại xã E Kênh, huyện Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk vì phóng nhanh vượt ẩu tông 3 người trong một gia đình tử vong. Tôi lên Công an tỉnh Đắk Lắk để nộp phạt biên bản vi phạm hành chính luật giao thông đường bộ. Thì trong quá trình đi thì tôi có chạy xe ô tô đi lên tới cái số 15 qua xã Hòa Đông, thì tôi có vượt một cái số xe ô tô khác. Khi em vượt thì em thấy khoảng đường là nó còn đủ để mình vượt qua, nhưng mà không ngờ là khi mà mình vượt lên thì cái xe bên cạnh nó đánh lái, cho nên là em mất phương hướng. Thì tôi đánh lái và gây tai nạn với chiếc xe mô tô. Sau đó tôi xuống xe thì tôi thấy trên xe mô tô tổng cộng có 3 người đều đã chết. Và tôi đã đi vào lô cà phê cách hiện trường vụ án khoảng 100m, ngồi đó cỡ 1 tiếng đồng hồ. Và tôi gọi điện cho người thân lên và đưa tôi tới công an xã Đông làm việc với cơ quan chức năng. Theo điều tra ban đầu, ngày 2 tháng 8, Tùng điều khiển xe ô tô bán tải biển số tỉnh Đắk Lắk chạy trên quốc lộ 26 hướng huyện Rông Bắc đi thành phố Buôn Ma Thuột. Đến khoảng 6 giờ 52 phút cùng ngày, khi xe đến đoạn qua xã E Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, thì Tùng cho xe phóng nhanh, vượt ẩu, lấn sang làn đường bên trái, rồi tông trực diện vào chiếc xe máy do một người phụ nữ 36 tuổi điều khiển, chở theo chồng 41 tuổi và con trai 13 tuổi cùng trú tại xã Eda, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk. Hậu quả của vụ tai nạn giao thông làm 3 người trong một gia đình trên tử vong, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.